này nó sẽ là đố, chứ không là bí, là sao nó thả đó, sao nó đố. Anh đã hiểu mình, ai 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 đ
chào mọi người, mình là Nam, mình giữ vai trò là guitarist của ca đoàn này. Về ấn tượng của ca đoàn này thì cũng rất nhiều ấn tượng, mà có một ấn tượng chắc chắn không bao giờ quên được đối với mọi người, đó là tập cách mấy thì hát cũng bể. Đó là ấn tượng cực kỳ đặc biệt. Còn về mọi người trong ca đoàn thì hầu như là mọi người đều một vẻ hết, tạo nên cái sự đa dạng, đa sắc màu của ca đoàn mình và tạo nên cái nét riêng của ca đoàn. Về đề xuất thì có rất là nhiều, nhưng mà có một cái đề xuất trước mắt, đó là các bạn khi hát thì cần phải hát thật mạnh mẽ, phải tự tin vào mình hơn. Chỉ cần điều đó thôi thì các bạn chắc chắn phải đi lên một bước nữa. Mình tham gia các bạn đã được 1 năm rồi, thì hoạt động trong các bạn mà mình thích nhất đó là những đêm diễn Nguyễn Thánh Ca. Vì nó cho mình cái không khí giống như là ở trong gia đình vậy, tất cả mọi người có thời gian gần gũi nhau nhiều hơn. Thank you.